nhắc đến giáo viên người ta nghĩ ngay đến hình ảnh nghiêm nghị trên buộc giảng, chăm bản giảng bài cho học sinh. Thực tế vẫn luôn sinh tồn khoảng cách giáo viên gì trong mắt nhiều người, thầy phải là thầy, trò phải là trò thì thế hệ giải quản được. Tuy nhiên, ai cũng công nhận thời đi học có một người thầy giáo vui tính lại dễ yêu đương, hay chơi đùa với học sinh thì thời đi học sẽ dễ thở hơn. Có được giáo viên tâm lý không những giúp các tiết học bớt căng thẳng mà học sinh từ đó cũng thoải mái tâm sự chuyên to bé dài với thầy cô hơn. Mới đây, một thầy giáo đã gây sao xuyến biết bao con tim của các cô cậu học trò khi quyết định cùng học sinh chơi trốn tìm. Vẫn mặc bộ đồng phục đi dạy, người thầy không sợ tìm chỗ trốn như ứng sau hàng ghế, các khe cửa bé dài hay thậm chí út mặt đi tìm học sinh. Hình ảnh vui nhộn nhưng cũng rất quen thuộc, gần gũi đã đốn tim đồng đội mạng khiến dân tình không ngần sợ phong ngay danh hiệu thầy giáo trường người ta. Thầy giáo không sợ mất hình tượng, núp sau cả hàng ghế để trốn học sinh. thầy giáo trường người ta là đây chứ đâu. Ảnh Lộc Thành Nguyễn Được biết, thầy giáo trong hình là thầy Lưu Nguyễn Quốc Cường hiện đang dạy ở trường Trung học Phổ thông Trần Đại Nghĩa Vĩnh Long. Thầy dạy môn liên quan đến các vấn đề tâm lý và kỹ năng mềm cho học sinh như kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo, kỹ năng sống nên thầy Cường rất thấu hiểu tâm lý học sinh. Tuy năm sau thầy sẽ dạy hưu nhưng học sinh nào cũng lưu luyến và không nỡ xa thầy, đều mong thầy sẽ còn dạy thêm vài ba năm nữa liên hệ với người đăng bài viết, người chơi thành lộc chia sẻ, thầy luôn gần gũi, phấn kích và luôn nghĩ ra được rất nhiều trò chơi cùng tụi mình. Giờ thầy dạy đứa nào cũng ngồi ôm bụng cười gì học thì ít mà chơi thì nhiều. Thầy không sợ thầy là giáo viên mà cứ thế lăng xả, lắm khi còn chơi hăng hơn cả chúng mình nữa. Sau khi được đăng tải, bài viết đã thu lại gần 70.000 lượt yêu thích từ đồng đội mạng. Bên dưới bài đăng cũng là rất nhiều bình luận dành lời khen ngợi cho người thầy giáo dạy yêu đương thầy quay lại tuổi thơ một xíu thôi mà, làm gì mà căng nè. Người chơi tợ. Nơ bình luận. Em nào thầy tìm được là làm bài kiểm tra nhé. Người chơi V. A à, chia sẻ. Thầy giáo gì mà vừa tâm lý lại vừa dễ yêu đương nữa, đúng chuẩn giáo viên trường người ta rồi còn gì, người chơi mờ. A à, bình luận thầy Cường hiện dạy bộ môn liên quan đến tâm lý học đường nên rất thấu hiểu cảm xúc của học sinh. Thầy Cường được học sinh miêu tả là luôn gần gũi, phấn kích và luôn nghĩ ra được rất nhiều trò chơi hay ho. Ảnh Lộc Thành Nguyễn